Đòn trả đũa gay gắt của Nga nhắm vào Ukraine vẫn chưa dừng lại. 24 giờ qua, Moscow tiếp tục công kích dữ dội vào thành phố cảng phía nam Odessa, cùng lúc kích nổ dung chuyển các vùng trên toàn lãnh thổ quốc gia láng giềng. Song song đó, Điện Kremlin âm thầm tập hợp 100.000 binh sĩ dọc tiền tuyến phía Bắc, điều 900 xe tăng, 555 hệ thống pháo và 370 bệ phóng tên lửa ngăn đà phản công đối phương. Trong bối cảnh phương Tây dần cạn tiềm lực, thiếu khí tài, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề xuất để Liên minh châu Âu trả tiền mua vũ khí của Hoa Kỳ ở Ukraine. Phản ứng của EU như thế nào về đề xuất trên? Đáng chú ý, đường đua vào Nhà Trắng nóng dần cũng là lúc chính quyền Zelensky sốt sắng hơn bao giờ hết. Nguyên do là bởi nước này được cảnh báo phải đối mặt với mối đe dọa kinh hoàng nếu ông Trump tái đắc cử. Diễn biến trực tiếp sự việc như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi ở phần sau trong bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay. Giới chức Ukraine thông báo vào rạng sáng ngày 19 tháng 7, Nga đã tiến hành cuộc không kích địa ngục vào thành phố cảng Odessa ở miền Nam trong đêm thứ hai liên tiếp. Nhiều tiếng nổ lớn đồng thời vang lên làm rung chuyển các khu vực lân cận. Oleg Stiber, thống đốc tỉnh Odessa cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhằm đẩy lùi trận tập kích của Nga. Giới chức Odessa kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Đừng lại gần cửa sổ, tất cả cư dân ở tỉnh Odessa hãy tìm nơi trú ẩn, lãnh đạo tỉnh Odessa kêu gọi. Người phát ngôn của lực lượng phòng không Ukraine Shahid Brachov thông báo, các tên lửa hành trình Kaliber đã được phóng từ Biển Đen. Theo hãng tin TASS, một loạt vụ nổ mạnh đã được nghe thấy ở thành phố Odessa từ 1 giờ 05 phút đến 1 giờ 07 phút theo giờ địa phương. Ngay sau đó, các nhân chứng nói rằng những tiếng nổ lớn cũng vang lên gần cảng Chernomorsk, cách Odessa không xa. Có thể nghe thấy rõ một số tiếng nổ lớn gần cảng Chernomorsk, tiếng nổ mạnh đến mức chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đập vỡ các cửa sổ trong căn hộ của chúng tôi, một người dân địa phương cho biết. Giới chức Ukraine xác nhận thành phố Odessa liên tiếp hứng chịu các cuộc không kích của Nga trong 2 ngày qua. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Odessa và một số khu vực khác của Ukraine. Nhiều vụ nổ lớn cũng đồng thời được ghi nhận tại một số thành phố của Ukraine vào rạng sáng ngày hôm qua. Theo hãng tin TSN của Ukraine, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Kharkov. Hãng tin Ofchesvenoys cho biết các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển thành phố Zaporizhia vào khoảng 2 giờ sáng. Các khu vực lân cận do Ukraine kiểm soát cũng xuất hiện những tiếng nổ tương tự. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko nói rằng các vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev và khu vực xung quanh Kiev vào rạng sáng khi lực lượng phòng không Ukraine tấn công các mục tiêu phía trên thành phố. Cảnh báo không kích cho khu vực đã được đưa ra lúc 4 giờ 41 phút. Những âm thanh của vụ nổ được nghe thấy ở Kiev, lực lượng phòng không đang triển khai hoạt động, quan chức Kiev xác nhận. Được biết, các vụ tập kích diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng hai xuồng tự sát để tấn công cầu Kursk nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng, một nhịp cầu bị sệ xuống, giao thông gián đoạn. Moscow gọi đây là hành động khủng bố và có sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn thạo tin nói rằng vụ tấn công là chiến dịch đặc biệt của cơ quan an ninh và hải quân Ukraine. Tuy nhiên, Kiev không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, lực lượng vũ trang Nga đã tập kích đáp trả bằng vũ khí chính xác cao từ biển vào các khu vực nơi được Ukraine sử dụng để lên kế hoạch dùng xuồng tự sát tấn công khủng bố Nga và xưởng sản xuất của chúng gần thành phố cảng Odessa. Ngoài ra, Moscow cũng tấn công các kho chứa khoảng 70.000 tấn nhiên liệu của quân đội Ukraine ở thành phố Mykolaiv. Trong khi đó, người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính GUA của Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Kirill Budanov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng vụ nổ tại khu huấn luyện ở Crimea mới đây là kết quả các hoạt động của GUA và lực lượng vũ trang Ukraine. Một hoạt động thành công đã được thực hiện ở Crimea, kẻ thù che giấu quy mô thiệt hại và số lượng tổn thất về nhân lực. Cảm ơn những người yêu nước Ukraine ở Crimea đã cung cấp thêm thông tin và video về công việc chung của Tổng cục Tình báo chính và lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Budanov viết, trước đó vào sáng ngày 19 tháng 7, người đứng đầu Crimea Sergei Ashionov thông báo phong tỏa đường cao tốc Tavrida do hỏa hoạn tại một sân tập ở quận Grirovsky. Theo quy định của Bộ Tình trạng Khẩn cấp liên quan đến tình trạng khẩn cấp, 2.225 người đã được sơ tán khỏi các làng Kryzhnytsky, Avinoyskoy, Aprikosovka, Kryzhnetnoy. Một trụ sở hoạt động cũng được thành lập trong khu vực để dập tắt đám cháy tại bãi rác do Arsenov đứng đầu. Sau đó, người đứng đầu khu vực nói rằng không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn tại sân tập ở quận Kirovsky và cơ quan điều tra sẽ xác định nguyên nhân của tình trạng khẩn cấp. Cùng lúc này, Kiev cảnh báo rằng Nga đang tập trung số lượng lớn binh lính và thiết bị dọc theo tiền tuyến phía Bắc ở Ukraine. Ông Shahib Jerevati, phát ngôn viên của nhóm phía đông lực lượng vũ trang Ukraine, nói với truyền hình địa phương rằng
Moscow đã tập trung hơn 100.000 quân trên trục Limansk-Kupiansk, cũng như 900 xe tăng, 555 hệ thống pháo và 370 bệ phóng tên lửa. Khu vực này nằm giữa Kharkiv và tỉnh Lugansk và là một trong ba khu vực của mặt trận mà lực lượng Ukraine đang tiếp tục phản công. Kupiansk được giải phóng trong cuộc phản công của Ukraine ở Kharkiv vào tháng 9 năm 2022, còn Liman ở Donetsk được giải phóng vài tuần sau đó. Hãng truyền thông Ukrinform của Ukraine cho biết, số lượng binh sĩ Nga đã tập hợp tương đương với 120.000 binh sĩ mà Moscow đã khai triển tới Afghanistan trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc chiến Liên Xô ở đó từ năm 1979 đến năm 1989. Kẻ thù đã tập hợp một nhóm lực lượng rất mạnh, ông nhận định. Ở trục phía Bắc, lực lượng Nga có các đơn vị đổ bộ tập trung, nhiều đơn vị bộ binh cơ giới, các binh đoàn lãnh thổ và các công ty quân sự tư nhân. Họ đang tập trung mọi thứ để chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta. Binh sĩ của chúng ta đang ở thế phòng thủ. Họ không để cho kẻ thù giành được thế chủ động cuối cùng, vì vậy chúng ta tấn công họ liên tục, ông nói. Phát ngôn viên cũng nói rằng Nga đang phải đối mặt với tổn thất về binh lính và vũ khí. Điều này có nghĩa là họ cần sửa chữa thiết bị và luân chuyển nhân sự. Vì sau khi thông báo về một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân, các lực lượng Nga ít nhất cũng muốn có một số thành công. Đó là lý do tại sao họ tập trung nỗ lực tối đa theo hướng này để chứng tỏ rằng họ có khả năng thực hiện một số hành động tấn công sau thất bại của chiến dịch Bakhmut. Ông Cherevatin nói thêm, đề cập đến thị trấn Donetsk, nơi ông cho rằng Kiev đã nắm quyền chủ động ngay bây giờ. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các trận chiến khốc liệt vẫn đang tiếp diễn khi Moscow tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các trục Kupiansk, Limansk, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết một giải pháp mới để tài trợ cho việc thay thế vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine trong bối cảnh Kiev xung đột với Nga, yêu cầu các đồng minh châu Âu trả tiền cho nó. Ông Trump đã tiết lộ ý tưởng này trong một video vận động tranh cử được đăng hôm thứ Ba, thể rằng ông sẽ dựa vào châu Âu để bổ sung các kho dự trữ của Hoa Kỳ nếu ông đắc cử Tổng thống một lần nữa vào năm 2024. Ông tuyên bố, người kế nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden, đã lãng phí một cách dại dột vị thế quân sự hùng mạnh mà ông gây dựng sau khi nhậm chức vào năm 2017. Tôi sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả cho chúng tôi chi phí xây dựng lại các kho dự trữ được gửi đến Ukraine, điều mà họ nên làm ngay bây giờ. Nhưng Joe Biden quá yếu và quá thiếu tôn trọng để thậm chí yêu cầu, ông Trump nói. Ông cho biết thêm, trong khi Washington gửi hoặc hứa viện trợ gần 200 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, các đồng minh châu Âu chỉ đưa ra một phần rất nhỏ. Trump đã đụng độ với các đồng minh NATO trong nhiệm kỳ của mình, yêu cầu họ phải đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự và cho rằng Liên minh quân sự phương Tây đã lỗi thời. Ông chỉ ra hai hành động trong tháng này của Biden thừa nhận ngu xuẩn rằng kho dự trữ đạn dược của Mỹ ở mức thấp và huy động lực lượng dự bị triển khai ở châu Âu là bằng chứng cho thấy vị thế an ninh suy yếu của Washington. Những hành động này cho thấy Biden và những kẻ hiếu chiến mất trí đã dẫn chúng ta vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm như thế nào. Trump nhấn mạnh, cách đây chưa đầy 3 năm, tôi đã xây dựng lại hoàn toàn quân đội Hoa Kỳ và đưa nước Mỹ vào một vị thế toàn cầu mạnh mẽ đến mức hòa bình đang nổ ra trên toàn thế giới. Chúng ta đã có hòa bình nhờ sức mạnh. 29 tháng sau, các kho vũ khí trống rỗng, các kho dự trữ trống rỗng, kho bạc cạn kiệt, hàng ngũ đang bị moi móc, đất nước của chúng ta hoàn toàn bị sỉ nhục và chúng ta có một tổng thống tham nhũng, thỏa hiệp, Joe Biden quanh co, kẻ kéo chúng ta vào thế chiến 3. Với tình hình hiện tại, việc xem xét cho phép Ukraine gia nhập NATO là hoàn toàn không cần thiết. Ông Trump bày tỏ, điều cuối cùng mà chính quyền bất tài này nên làm là mạo hiểm chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc có vũ khí hạt nhân hoặc các quốc gia khác. Cựu Tổng thống thề rằng, khi trở lại Nhà Trắng, ông sẽ ngay lập tức thực hiện lại các chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết, trong đó có việc nhấn mạnh vào hòa bình và ổn định. Vị quan chức nói thêm, chúng tôi muốn mọi người ngừng chết, cuộc chiến này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, nhưng đã qua lâu rồi để chấm dứt cái chết và sự hủy diệt vô nghĩa. Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại cương vị nguyên thủ quốc gia sẽ là một sự kiện thảm khốc đối với Ukraine và Volodymyr Zelensky. Nhà báo Nhật Bản Akira Saito khẳng định điều này trong bài viết của mình cho West Infinitive. Theo giới quan sát, trong trường hợp ông Trump tái đắc cử, Kiev sẽ nhanh chóng rơi vào tình thế khó khăn. Đồng thời, Saito chỉ ra mối quan hệ giữa Trump và Zelensky không phải là tốt nhất, do đó nhà lãnh đạo Ukraine sẽ bị đe dọa. Một ngày trước, ông Trump cũng nói rằng nếu thắng cử Tổng thống, ông có ý định yêu cầu châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ giúp đỡ Ukraine. Họ nên làm điều đó ngay bây giờ, nhưng Joe Biden quá yếu, ông ấy không được tôn trọng. Ông kết luận. Trước đó, cựu lãnh đạo Nhà Trắng đã lên án quyết định chuyển giao bom đạn chùm cho Kiev của ông Biden. Tiếp tục một viễn cảnh tương lai khác, cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc dưới thời Donald Trump, Mike Esper, tin rằng cựu Tổng thống có thể rút Mỹ khỏi NATO nếu tái đắc cử vào vị trí này, TVBS đưa tin. Tôi sợ rằng trong chính quyền thứ hai của mình,
Ông ấy sẽ thúc đẩy việc rút Hoa Kỳ khỏi NATO, rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản và có thể làm suy yếu quan hệ với Đài Loan, ông Esper nhận định. Esper dù sao cũng ca ngợi Trump vì đã chọn leo thang quan hệ với Trung Quốc và chỉ định Bắc Kinh là đối thủ chiến lược của Washington trong chính quyền của ông. Được biết, ông Mike Esper giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020. Quyết định của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ lập ra một loạt tiền tệ mới sẽ làm lung lay vị thế bá chủ tài chính của Mỹ. Đại tá Dallas McGregor, cựu cố vấn người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube London Real. Nguyên lý ở đây là một kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Họ đã tranh thủ được sự ủng hộ của hơn 40 nước muốn sử dụng đồng tiền mới này. Nhưng dĩ nhiên ở trung tâm tất cả những điều đó, ở vai trò nền tảng của nó là Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, cựu cố vấn nhận định. Theo ý kiến của McGregor, tất cả những việc này giống như một cuộc nổi loạn chống lại hệ thống tài chính Mỹ. Ở châu Âu, Nam Mỹ, châu Á, có nhiều người đồng cảm với người Nga và coi hành động của Nga là biểu hiện chống lại các chính sách của Washington. Nhiều người Mỹ lưu ý, đồng tiền mới sẽ được hỗ trợ bởi vàng, loại tài sản mà Nga, Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang có lượng dự trữ khá lớn. Ở những diễn biến liên quan, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho biết trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ở Bắc Kinh rằng, lịch sử liên tục cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều không thể cho phép mình coi nhau là đối thủ. Trong thế giới ngày nay, thách thức tồn tại cùng với cơ hội, Trung Quốc và Hoa Kỳ nên loại bỏ mọi hiểu lầm, cùng tồn tại hòa bình và tránh đối đầu. Lịch sử và thực tiễn liên tục chỉ ra rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không thể cho phép mình trở thành đối thủ của nhau. Kissinger nói, Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông. Henry Kissinger cũng lưu ý, nếu giữa hai nước nổ ra một cuộc chiến, thì điều này sẽ không mang lại kết quả đáng kể nào cho cả hai bên. Hai bên hãy thể hiện trí tuệ, cùng làm việc và cùng phát triển. Quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác, nỗ lực hết sức để đạt được những kết quả tích cực cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước và duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Kissinger nói, theo ông Lý Thượng Phúc, một số đại diện của Mỹ không có quan điểm mang tính xây dựng với Trung Quốc. Điều này dẫn đến thực tế là quan hệ Trung-Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Thực tế về sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia bị bỏ qua, lịch sử hợp tác cùng có lợi bị bóp méo và bầu không khí thân thiện tương tác đang bị phá hủy. Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ sẽ làm việc với phía Trung Quốc để thực hiện sự đồng thuận đã đạt được của các nhà lãnh đạo hai nước và góp phần vào sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực quân sự, Bộ trưởng nói. Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ muốn cùng tồn tại hòa bình với Trung Quốc, thẳng thắn về những khác biệt, hợp tác theo cách cùng có lợi, đáp ứng lợi ích chung của cả hai quốc gia. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta cùng tồn tại hòa bình và hiệu quả, bởi vì xét cho cùng, Trung Quốc cũng sẽ không đi đâu cả và chúng ta cũng không đi đâu. Ông Antony Blinken nói trong bài phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York về mục tiêu chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Giữa lúc trào dầu Đông Âu chưa hạ nhiệt, Thủ tướng Bulgari Nikolai Denkov ngày 18 tháng 7 thông báo NATO có kế hoạch gửi hàng ngàn binh sĩ tới Bulgari. Động thái này sẽ mở rộng lực lượng đặc nhiệm đang đóng quân ở Bulgari, hiện ở quy mô tiểu đoàn thành một lữ đoàn tăng cường. Theo đài AP, tờ Politica của Serbia dẫn lời ông Denkov cho biết NATO sẽ tăng gấp 4 lần sự hiện diện quân sự của khối tại Bulgari với một lữ đoàn hùng mạnh bao gồm các đơn vị được đào tạo bài bản từ nhiều quốc gia NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Todor Tagarev cũng đã xác nhận kế hoạch của NATO nhằm tăng cường nhóm tác chiến đa quốc gia trên lãnh thổ Bulgari trên cấp lữ đoàn. Lực lượng đặc nhiệm cấp tiểu đoàn hiện đang ở Bulgari bao gồm thành viên từ quân đội của một số quốc gia thành viên NATO, trong số này có khoảng 700 người đến từ Italia. Việc nâng cấp lực lượng nêu trên là một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn của NATO ở Đông Âu được công bố vào tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, Litva. Song song với NATO, Nhật Bản đồng ý hỗ trợ Ả Rập Xê Út phát triển công nghệ năng lượng mặt trời trong bối cảnh Tokyo lo ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 17 tháng 7 đã có cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman tại thành phố Jeddah, thủ phủ thương nghiệp của Ả Rập Xê Út trong chuyến thăm chính thức. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký kết 26 biên bản ghi nhớ hợp tác, trong đó tập trung phần lớn vào hai lĩnh vực thương mại và năng lượng. Nhật Bản đồng ý cung cấp công nghệ năng lượng xanh để hỗ trợ Ả Rập Xê Út đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trong quá trình tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dầu mỏ Ả Rập Xê Út đối với quốc gia Đông Á, qua đó thể hiện mong muốn tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ với số lượng và giá thành ổn định trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa chấm dứt. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập đối ngoại chiến lược ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác song phương. Chúng tôi đang chuyển đổi từ mối quan hệ giữa một nhà nhập khẩu và một nhà xuất khẩu dầu mỏ sang mối quan hệ đối tác toàn cầu mới cho kỷ nguyên khử carbon, Thủ tướng Kishida cho biết.
Cuộc hội đàm trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản lo ngại sâu sắc về tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ngoại giao và quân sự Trung Quốc tại Trung Đông. Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng ở Trung Đông nhờ khả năng tiêu thụ dầu lớn. Hiện nay, Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông bằng việc tăng cường vai trò ngoại giao trong các vấn đề nội bộ khu vực. Gần đây nhất là trong các thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Iran, cũng như xung đột kéo dài tại Yemen. Rex Kingston, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Temple Mỹ, nhận định, Trung Quốc đã tích cực mở rộng cơ sở hạ tầng cho sáng kiến vành đai, con đường nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu phát triển, và nhờ đó đẩy mạnh hoạt động tại châu Phi và Trung Đông. Đối với Trung Quốc, các kết nối quan trọng nhất thông qua các thỏa thuận vành đai con đường là ở châu Âu và Trung Đông, nhưng sau đó sẽ mở rộng sang châu Phi, ông Kissington nói. Trước tình hình đó, Nhật Bản tin rằng Ả Rập Xê Út có thể là bàn đạp để Trung Quốc tiếp cận gần hơn với châu Phi. Bởi vậy, Nhật Bản rất muốn đối trọng sự ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua các sáng kiến ngoại giao và coi việc thắt chặt quan hệ với Ả Rập Xê Út là vấn đề cấp thiết nhất. Vẫn là tin tức tại Nhật Bản, chính phủ nước này tin rằng Triều Tiên có thể sớm tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno nói với các phóng viên vào hôm thứ Tư. Chúng tôi nhận thấy khả năng có nhiều hành động khiêu khích hơn từ phía Triều Tiên trong tương lai, bao gồm phóng tên lửa và vệ tinh, cũng như thử hạt nhân. Ông Masuno nói và cho biết thêm, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề này với Hoa Kỳ. Triều Tiên đã bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản vào cuối ngày thứ Ba, hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm thứ Tư dẫn lời quân đội Hàn Quốc đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết cả hai tên lửa dường như đã rơi xuống biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tên lửa đạn đạo đầu tiên có tầm bắn 550 km, tên lửa thứ hai là 600 km, độ cao tối đa của chuyến bay là 50 km. Về phần mình, quan chức cấp cao Lầu Năm Góc thừa nhận Triều Tiên đã phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới Mỹ. Phát biểu trong một sự kiện ngày 18 tháng 7, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino cho biết, Triều Tiên đã phát triển công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ. Tuy nhiên, Đô đốc Mỹ chưa thể khẳng định liệu các tên lửa nêu trên có thể mang đầu đạn hạt nhân hay chưa. Tất cả khả năng hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang được xem xét, ông nói. Ông cho biết, để tích hợp được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa Triều Tiên sẽ cần kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn và hiện chưa rõ liệu họ đã đạt được khả năng đó hay chưa. Trong thời gian qua, Triều Tiên thực hiện các vụ thử tên lửa với tần suất khá lớn, trong khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung với các vũ khí chiến lược. Cả hai phía của bán đảo Triều Tiên đều cáo buộc bên còn lại có hành động khiêu khích. Hôm 12 tháng 7, Triều Tiên đã phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-18. Phía Triều Tiên cho hay, tên lửa này đã bay 1.001,2 km trong xấp xỉ 75 phút với tọa độ tối đa lên tới 6.648 km trước khi rơi xuống biển theo lập trình sẵn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, vụ phóng tên lửa là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước thảm họa chiến tranh hạt nhân và các động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Sáng sớm hôm qua, Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo. Các tên lửa đã bay khoảng 550 km trước khi rơi xuống biển. Trong thời gian qua, Triều Tiên tập trung phát triển dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Theo các nhà phân tích, công nghệ nhiên liệu rắn cho phép tên lửa Triều Tiên nâng cao tầm tấn công. Ước tính tầm bắn của Hwasong-18 mà Triều Tiên thử tuần trước có thể lên tới 15.000 km. Thông số đủ để vũ khí này có thể bay tới lục địa Mỹ nếu nó được phóng đi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh quốc tế của TV Trends nâng tầm kiến thức. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.